phía U22 Thái Lan cũng đang có một cầu thủ đang thi đấu tại Đức, đó là số 10 Achipon. Cầu thủ này đang thi đấu tại câu lạc bộ Augsburg. Dứt điểm! Và manh lưới của U22 Lào đã rung lên. Trận đấu mới chỉ diễn ra được hơn 2 phút nhưng tỷ số đã là 1-0 cho U22 Thái Lan. Một pha lốp bóng rất kỹ thuật của Yasakon Burafa. Đó là một tình huống mà thủ thành Cốp Lốc Pha Thíp cũng đã băng ra không thực sự hợp lý. Nếu như các đội bằng điểm thì yếu tố đầu tiên được xét đến đó là hiệu số và thắng thua. Rất hay. Thêm một cơ hội nữa. 2-0 cho U22 Thái Lan. Và lần này cầu thủ lập công đó là Pophimai. Quá dễ dàng cho U22 Thái Lan. Những bàn thắng và những tình huống phối hợp như đá cầm của đội bóng áo đỏ thật sự là quá khó. Dứt điểm. Một tình huống phối hợp 1-2 đánh trung lộ tốt. Phản công cho Thái Lan. Một tình huống phối hợp như đi vào chốn không người. Có cảm giác là Thái Lan khi nào quyết tâm, khi nào tăng tốc. Chất nhanh. Côi. Đó là sự đáng sợ của các cầu thủ Thái Lan. Tốc độ chỉ bất ngờ được đẩy nhanh ở những thời điểm cuối sân và luôn có những đường chọc khe phải nói là cực kỳ sẵn sàng. Chính xác. 1-4 cho U22 Thái Lan. Trong một trận đấu mà họ đã hoàn toàn áp đảo. Và Lào thì cũng đã có bàn thắng.